Theo thống kê của Bộ Công Thương, thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10 đã khởi sắc trở lại, ước đạt là 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với cùng kỳ của tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi ở phía cầu. Đơn cử, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng 4,6%. Nhóm hàng nông thủy sản với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%. Nhờ kết quả này, tính chung 10 tháng năm nay, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 291 tỷ đô la Mỹ, chỉ còn giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.